Hai cháu thấy hai cái xe đạp có đẹp không? Dạ có. Con thích không? Dạ có. Có hả? Có phải là đợt vừa rồi là ba cháu nói là ba cháu đi làm trong miền Nam để kiếm tiền về mua xe cho con không? Bữa ba hứa với hai con á, mua xe đạp cho hai con cũng thực hiện được. Nhưng có nhà hảo tâm á, giúp đỡ hai con đã mua xe đạp cho hai đứa rồi. Nói chung là ước mơ của ba mua xe đạp cho con là con nhà hảo tâm hỗ trợ. Giờ nói chung ba yên nghỉ và phù hộ cho mẹ con luôn luôn khỏe mạnh. Chú chào cháu. Mẹ đi đâu? Mẹ trong ở. Mẹ trong nhà hả? Dạ. À. Ừ, chào em. Anh Khánh. Mẹ con đang làm gì đấy? Dạ, nằm mệt nằm ấy. À, mẹ con mệt đang nằm hả? Dạ. Ừ, anh Khánh lên thăm mấy mẹ con đấy. Anh găm cái này, anh em mình trò chuyện nhé. Dạ. Ừ. Kính thưa toàn thể quý vị, ngày hôm nay thì Khánh đang quay trở lại xã Đức Hóa, xã Thạch Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình, và đang quay trở lại để thăm ba mẹ con em Quyền ở đây quý vị ạ. Trong một cái câu chuyện mà cách đây vài hôm Khánh có chia sẻ đấy, chồng của em Quyền là em Đông đi làm ở trong Tây Ninh ấy, đi làm thợ hồ và không may thì bị điện giật và dẫn đến tử vong quý vị, rất là tội nghiệp, rất đáng thương. Thì hôm nay Quyền này, hôm nay anh đến đây đấy, anh thăm mẹ con em, đồng thời thì thay mặt cho các nhà hảo tâm giúp đỡ cho mẹ con em ít tiền để mà trang trải cuộc sống nhá, rồi để mà chuẩn bị tới đây sinh em bé nữa nhá. Các cháu đâu cả rồi? Dạ, hai đứa đến. Đâu, Quyền là cháu nào? Đó. À, Quyền lại đây nào, Quyền lại đây nó trò chuyện với chú mà. Đây là cháu Quyên hả? Dạ. À, hôm trước bịt khẩu trang rồi chú không nhận ra, chú nhìn thấy ánh mắt thôi, quen quen thôi. Còn đây là cháu gì? Dạ, con bé thứ hai đó. À, cháu đây là cháu thứ hai hả? Dạ. À, hôm nào ba mẹ con đứng đây chú xem là cháu tên là gì? Cháu tên là Đầu Tổng Như. Hả? Đầu Tổng Như. Đầu Tổ Như hả? Tổng Như. Đầu Tổng Như hả? Hôm nay này, hôm nay chú Khánh mang cái niềm vui đến cho các cháu đấy. Nhá. Nào, dạ, đi cùng với chú ra ngoài xe lấy quà vào này. Dạ, hôm nay đi với Khánh ở đây thì có chị Quyên. Nào, chị Quyên ra đây bưng quà vô với Khánh đi ha. Hôm nay đầu ngày với Khánh đây là có chị Quyên là một bà chủ rất lớn quý vị ạ. Đấy, nhà hàng cà phê Như Quỳnh ha. Như Quỳnh Đồng Lê. Em ơi. Quyền ra đây lấy bưng đồ vô với đây. Ai nhỉ? Cái này cho đằng sau hả chị? Đây. Đây. Đợi nhá, lại đợi. Rồi. Đây là hai chiếc xe đạp. Rồi. Chờ. Em mắc cái gì ấy. Rồi. Rồi. Tâm Như đâu rồi? Tâm Như xem là ngồi lên xe này có được không? Hả? Ngồi được á, dắt vào chú xem nào. Đấy. Như con đi. Rồi, đứng đây một tí để hai xe xuống cho đẹp. Rồi, Quyên đâu rồi? Em ra từ. Đây này, Quyên. Bây giờ phải găm cái micro đây để cho Quyên phát biểu cảm nghĩ này nha. Ok.
Rồi, anh cho xe rồi. Rồi, đẹp quá, đây là của Quyền. Đấy, ôi giời, cái này hai xe mới con luôn, Quyền. Đấy. Đẹp không? Có. Hả? Cháu có ưng không? Có. Nói to vào, thích không? Có. Hai chị em bây giờ dắt vào trong trong nhà cho mát đi, còn nắng, đi đi. Dắt xe vào trong nhà đi. Đấy. Nếu mà cao quá thì chú Khánh đổi cái khác cho nhá. Và nếu mà cảm thấy vừa đi được rồi thì thôi. Xe này đi được rồi, bữa sau này còn đi đi học cấp 2 nữa. À đi đi hả? Rồi dừng đây, rồi đừng cất đưa vào đây cho đẹp, đưa vào đây cho đẹp. Đấy. Đây, lại dừng đây. Dừng bên này. Đó. Xong rồi vén cái màn này lên thắp hương báo cáo với ba là ba chưa kịp mua xe cho con, nhưng ngày hôm nay đã có nhà hảo tâm mua giúp tặng cho các con rồi nhé. Yeah. Đấy, đẹp chưa nào? Nào quyên đi ra đây với chú nào. Ba mẹ con đứng đây, tới đây con đi nào. Đấy, hai cháu em Quyền đứng đằng sau một chút nào. Hai cháu thấy hai cái xe đạp có đẹp không? Dạ có. Con thích không? Dạ có. Có hả? Có phải là đợt vừa rồi là ba cháu nói là ba cháu đi làm trong miền Nam để kiếm tiền về mua xe cho con không? Dạ có. Tội nghiệp quá quý vị. Cháu Quyên năm nay mới chỉ 9 tuổi thôi. Và khi mà nghe Khánh nhắc lại cái điều đó thì cháu Quyên đã rưng rưng nước mắt rồi quý vị. Rất là tội. Cháu nín đi cháu. Cháu nín đi nhá. Chú biết là bác biết là cháu rất là thương ba. Rất là thương ba nhá. Nhưng hôm nay này chú thay mặt cho một nhà hảo tâm và thay cho ba cháu mua xe để tặng cho cháu nhé. Tội nghiệp quá quý vị. Em Tâm ở đây thì còn Tâm Như ở đây thì còn rất là dài này. Còn chưa hiểu chuyện quý vị. Lần trước mà Khánh lên đây để thay mặt cho các nhà hảo tâm chia buồn với gia đình, đồng thời thì hỗ trợ nóng cho em Quyền ở đây là 30 triệu đồng, là cái tấm lòng mà các nhà hảo tâm chúng ta gửi về đấy. Thì em Quyền là vợ của em Đông ấy, là một người đàn ông đang còn rất là trẻ tuổi quý vị, mới chỉ có là 35 tuổi thôi. Không may em đi làm thờ hồ trong Tây Ninh và bị điện giật, dẫn đến là mất tay chỗ. Thì đây là một cái nỗi đau rất lớn. Và hôm đó thì em Quyền có chia sẻ là sắp đến ngày sinh nhật của con, và em Đông, tức là chồng của Quyền, có nói rằng là sẽ gửi tiền về, đi làm để gửi tiền về để mua xe đạp cho các cháu, cho các con, để cho các con đi học. Nhưng mà cuối cùng em chưa thực hiện được thì đã phải ra đi một cách rất là thương tâm rồi. Rất là tội nghiệp. Thì ngày hôm nay Quyền này, hai cái chiếc xe đạp này đó là của chị Nguyễn Thị Quyên ở bên Đức ấy. Khi mà nghe cái lời tâm sự của em đấy, đó là chị rất là thương, đặc biệt là thương các cháu và cũng thương em rất là nhiều. Khi mà có bầu sang tháng thứ 5 cũng sắp sinh rồi. Đấy, mà bây giờ thì chồng lại mất như vậy, trong một cái gia đình cũng rất là nghèo, rất là vất vả. Cho nên là bản thân chị Nguyễn Thị Quyên và các nhà hảo tâm khác đều rất là đồng cảm và rất là thương cho số phận của chồng em, và rất là hiểu cho cái sự khó khăn của em và các con nhé. Thì chị Quyên lần trước cũng có gửi tiền về cho anh để chia sẻ, chia buồn với gia đình mình rồi. Và hôm nay chị muốn rằng là thực hiện cái ước nguyện của chồng em, muốn mua cho hai đứa con hai chiếc xe đạp nhá.
Em Quyền xúc động quá quý vị. Ba hoài đẹp rồi. Thôi, đến đi em. Anh biết rằng là cái nỗi đau này của em cũng như là gia đình mình và các con là rất lớn em ạ. Nhưng mà sự việc nó cũng đã xảy ra rồi đấy. Mình cố gắng mình kìm nén cái nỗi đau này lại Quyền nhé. Dạ. Thôi hôm nay này, các con Quyền và các mẹ nữa, mình lại thắp hương cho ba đi. Báo cáo với ba là hôm nay có nhà hảo tâm đã mua xe cho con rồi. Ba ở nơi chín suối yên tâm, yên nghỉ và cầu nguyện cho hương linh của ba được siêu thoát đi các con. Con nhà học tâm đó, bữa ba gửi về hai con đó, mỗi xe đạp cho hai con cũng thực hiện được. Nhưng con nhà học tâm đó, giúp đỡ hai các con đã mua chiếc xe đạp cho hai đứa rồi. Nói chung là ước mơ của ba mua xe đạp cho con là con nhà học tâm hỗ trợ cho ba yên nghỉ và phù hộ cho mẹ con luôn khỏe mạnh. Em Đông yên nghỉ cho được thoải mái và cầu nguyện cho hương linh của em được siêu thoát. Mọi người đều rất là yêu thương gia đình em, thương các con của em và đồng cảm với hoàn cảnh khó khăn của gia đình em rất là nhiều. Nín đi nhé em nhé. Cố gắng tự tin mạnh mẽ lên. Dạ. Nhá. Dạ. Các con Quyên, con nhìn lên ống kính rồi con nói là con cảm ơn cô Nguyễn Thị Quyên nhá. Con nói. Con cảm ơn cô Nguyễn Thị Quyên. Rồi. Đấy, ba mẹ con đứng dịch sang đó một chút rồi anh có thêm quà của cái nhà hảo tâm nào. Đứng vào đây, đứng vào đây. Đứng vào đây, khỏi đó chật quá. Rồi dịch lại đây em, dịch lại đây. Rất là tội nghiệp quý vị khi mà nhắc lại cái lời hứa của chồng đối với hai người con của mình, cũng như là cái sự nỗ lực hết mình để kiếm tiền về để chuẩn bị chào đón một cái thành viên nữa là đứa con thứ ba của hai vợ chồng đó. Thì em Quyền là vợ của em Đông rất là tủi thân, rất là xúc động và thực sự rất là thương chồng, rất là xót xa cho cái sự ra đi, rất là thương tâm quý vị. Điền giật dẫn đến là tử vong tại chỗ luôn. Mạnh mẽ lên em nhé. Anh biết rằng là cái nỗi đau này của gia đình em là rất lớn. Các con em từ đây sẽ thiếu thốn đi cái sự chăm sóc của cha, cái tình yêu thương của một người cha, cái sự quan tâm của cha là rất lớn em ạ. Đấy, nó ảnh hưởng đến cái sự trưởng thành, cái tâm sinh lý của các con rất là nhiều. Tuy nhiên thì cái số phần, cái số mệnh của Đông ấy, không được may mắn, đã ra đi một cách rất là thương tâm và đang tuổi đời quá trẻ. Thì bây giờ mình cũng chỉ biết là cầu nguyện cho hương linh của chồng em được yên nghỉ, được siêu thoát, được mồ yên mã đẹp. Rồi mình cũng phải cố gắng kìm nén nỗi đau mà tiếp tục cuộc sống, làm việc mà lo cho các con. Quyền nhé. Mình nhà mình có phải là bên công giáo không? Không đúng không? Mình có thể mua cái đài niệm Phật đấy về cắm nó để bật lên
thay mình niệm Phật hàng ngày đó, để cầu nguyện cho hương linh của chồng được yên nghỉ nhé. Rồi hàng ngày thì mẹ con bây giờ cũng biết làm sao được, ba mất rồi thì mình càng phải nỗ lực nhiều hơn, cố gắng mạnh mẽ lên em nhé. Các cháu Quyên, cháu Quyên hiệu truyền rất là nhiều hơn rồi quý vị. Lần nào Khánh đến đây thì cháu Quyên cũng đều khóc. Thôi con mạnh mẽ lên nhé, mạnh mẽ lên, cố gắng là nghe lời mẹ và học cho thật giỏi. Cháu cháu Quyên nhé. Tự tin lên. Thì hôm nay quý vị ạ, ngoài cái tấm lòng của chị Nguyễn Thị Quyên ở bên Đức ấy, các nhà hảo tâm khác cũng rất là thương cho hoàn cảnh gia đình của em Quyền ở đây. Khi mà bây giờ một mình phải gánh vác nuôi hai đứa con nhỏ với một đứa sắp chào đời nữa rồi, trong một cái căn nhà thì cũng siêu vèo, cũng rất là tạm bờ quý vị. Cho nên là hôm nay thì các nhà hảo tâm cũng có gửi về cho Khánh một khoản tiền để đồng viên hỗ trợ thêm cho em Quyền ở đây. Thì các nhà hảo tâm cũng biết là vừa rồi cũng có một số đoàn, một số anh chị cũng biết về câu chuyện nhà em Quyền ở đây, chồng bị điện giật dẫn đến tử vong. Thì mọi người cũng đến có chia sẻ và cũng có thêm được một chút ít. Thì hôm nay anh Khánh cũng thay mặt thêm cho các nhà hảo tâm khác nữa, hỗ trợ thêm cho gia đình mình một chút em nhé. Để rồi mai mốt khi mà ổn định cái việc cho chồng, cũng ngày 100 ngày xong á, mà mình có thể sửa sang được lại nhà cửa, thì đây cũng là một cái khoản tiền nho nhỏ phù thêm với gia đình mình để mẹ con sửa lại cái nhà, xây cái nhà vừa vừa đấy để mà ở cho nó được chắc chắn nhé. Thì cũng không có nhiều đâu. Hôm nay thì anh Khánh thay mặt cho các nhà hảo tâm hỗ trợ thêm cho mẹ con em 50 triệu đồng nhé. Đấy. Cộng với số tiền mà các nhà hảo tâm khác hỗ trợ đấy, các đoàn nữa, thì mình có thể là sửa sang lại nhà cửa hoặc là cất đó tiết kiệm, rồi mai mốt ổn định tinh thần mình chăn nuôi trồng trọt gì đó để kiếm tiền mà nuôi con em nhé. Em cảm ơn các mạnh thường quân đã thương xót gia đình em, và nói chung em biết là ghê cảm ơn, nói chung em thương thương cảm ơn ạ. Khánh biết rằng là em Quyền bây giờ cũng rất là xúc động quý vị, trong một cái gia đình rất là nghèo phải chứng kiến một cái nỗi đau mất chồng sự ra đi rất là thương tâm như thế này, trước cái sự khó khăn vất vả, và ngày hôm nay được các nhà hảo tâm chúng ta chia sẻ cho em một cái khoản tiền như vậy là Khánh biết rằng là em cũng rất là xúc động và biết ơn đến sự chia sẻ của quý vị rất là nhiều. Thì qua cái sự chia sẻ của Khánh, một lần nữa cảm ơn sự giúp đỡ của các mạnh thường quân. Thank you.
cái khoản tiền mà quý vị chúng ta giúp đỡ cũng là rất lớn đối với em. Tuy nhiên thì cái nỗi đau của em, cái sự mất mát của gia đình là không có gì có thể bù đắp được. Thôi thì cũng phần nào đó an ủi gia đình mình em nhé. Ừ. Thì tiền thì bây giờ anh trao rồi. Nhưng mà anh cũng hỏi một chút là nhà cửa như thế này rồi, em cầm một khoản tiền lớn như này em có yên tâm không? Em có tài khoản ngân hàng không? Dạ em cũng vừa lâu rồi em làm công ty vẫn có cái sổ, có cái thẻ. Công ty làm cho em làm, công ty làm. Nhưng mà cái thẻ đó lâu nay có hoạt động không? Dạ có, mà không có tiền lắm á. Thì nói chung cũng... Bây giờ nếu mà anh chuyển khoản thì nó có báo tin nhắn vào tài khoản của em không? Dạ có. Hay là để anh chuyển khoản cho nhá. Dạ. Để khỏi em đừng có cầm tiền mặt này nhá. Dạ. Đúng không? Dạ. Ờ, thì bây giờ em là tài khoản ngân hàng gì? Agribank. Agribank hả? Dạ. Thì để anh chuyển vào đó cho rồi sau này em sử dụng làm gì đấy. Dạ. Thì mình lên chỗ ngân hàng mình rút. Dạ. Chứ bây giờ cầm tiền mặt này là cũng nguy hiểm ha. Dạ. Ok, thế thì để anh chuyển khoản nhé nhá. Bây giờ chuyển khoản vào là nó vẫn báo tin nhắn vào tài khoản của em nhé. Dạ. Ok, thế để anh chuyển cho. Em nhớ số được không? Dạ, để em vô lấy số em nhớ. Được, em vô lấy số đi. Mở anh xem. Mở tài khoản anh xem. Cái số này lâu nay em mở lâu chưa? Em thường dùng mà. Em lâu nay em vẫn dùng bình thường nhá. Dạ, giống như là cầu hay ở đưa cho 500 cái chuyển khoản nhà em á. Em là, đi rút á. Dạ. Là em vẫn đi rút nhá. Dạ. Thì bây giờ là quyền muốn anh đưa tiền mặt cho em hay là muốn chuyển khoản hơn? Chuyển khoản được anh ạ. Chuyển khoản đi ha. Dạ. Ok, thế thì anh sẽ chuyển khoản cho em nhé. Dạ. Để em cho nó an toàn, chứ bây giờ để tiền cầm trong nhà như thế này cũng nguy hiểm quý vị ạ. Từ đây mà đến ngân hàng để em nộp tiền nó cũng hơi xa. Bầu bí như này rồi con nhỏ mà tâm trạng bây giờ thì cũng đi lại nó cũng không có được yên tâm lắm. Số tài khoản đây đúng không? Dạ. Ngân hàng nông nghiệp hả? Dạ. Số tiền là 50 triệu nhé. Dạ. Nguyễn Thị Quyền. Dạ. Đúng chứ em? Dạ đúng. Khánh vừa thực hiện cái giao dịch chuyển 50 triệu đồng của các nhà hảo tâm gửi để giúp đỡ cho em Quyền ở đây quý vị. 50 triệu đồng. Quyền kiểm tra xem nhé. Dạ. Xem tin nhắn đây. Em đọc này. Giao dịch thành công, chuyển khoản thành công. Dạ. 50 triệu. Đây, kiểm tra xem có chưa. Dạ có rồi anh ạ. Có chưa? Dạ rồi. Nói to nữa, đâu dạ, anh xem. Dạ có rồi. Rồi, ok. Đã nhận đủ tiền rồi đúng không? Dạ. Thế thôi Quyền nhá. Dạ. Và bây giờ thì cũng quãng đường thì cũng rất là xa xôi, dạ, cách chợ. Cho nên là sau cái lần này rồi thì anh cũng không biết là có dịp để anh đi qua đây hay không. Yeah. Một lần nữa thì anh cũng thay mặt cho các nhà hảo tâm chúc cho em và các con luôn luôn được mạnh khỏe, gặp nhiều cái thuận lợi may mắn trong cuộc sống nhé. Yeah. Tới đây thì sinh nở là mè tròn con vuông. Yeah. Hy vọng rằng là mọi thứ sẽ thuận lợi đến với gia đình mình. Yeah. Quyền nhé. Yeah, và nhớ một điều là làm gì thì làm, mình phải luôn mua cho mình cũng như các con của mình những cái thẻ bảo hiểm y tế. Yeah. Để phòng khi lỡ có ốm đau bệnh tật. Yeah. để còn được miễn trừ cái tiền bảo hiểm. Yeah. Chứ không mà mình nhà vất vả nghèo khó như thế này. Yeah. Mà lỡ mà ốm đau bệnh tật mà không có bảo hiểm là cũng vất vả lắm. Yeah. Nhá. Yeah. Thế rồi chồng của mình thì vừa rồi bị điện giật mất như vậy thì trước đó thì có tham gia bảo hiểm nhân thọ không? Yeah, không có tiền, có tiền đóng. Vâng. Nhà chúng hai vợ chồng nghèo vẫn có tiền cho đủ con ăn học thôi. Thôi thì bây giờ mình cố gắng lên nhé. Anh biết rằng là trong cái giai đoạn này thì mình cũng rất là hoang mang và rất là đau buồn. Thế nhưng mà tất cả thì mọi thứ nó cũng đã diễn ra rồi. Mình cũng phải cố gắng kìm nén nỗi đau mạnh mẽ để mà lo cho các con. Các cháu ngoan và thương mẹ nhé. Chăm ngoan học giỏi nhé. Hôm nay có xe đạp đi rồi này. Xe như này là rất là tốt đấy, xe này là tốt nhất hiện nay đấy nhá, mà cô Quyên ở bên Đức gửi tặng cho các cháu đấy nhá. Khánh xin cảm ơn các nhà hảo tâm rất là nhiều.
đã đồng hành cùng với Khánh để giúp đỡ cho những mảnh đời kém may mắn. Đặc biệt đó là hôm nay là hoàn cảnh của em Quyền. Cảm ơn toàn thể quý vị. Còn bây giờ thì Khánh cũng xin khép lại chương trình ở đây. Cảm ơn các quý vị khán giả chúng ta đã dành thời gian theo dõi và trò chuyện cùng với Khánh. Xin chào toàn thể quý vị. Anh chào gia đình nhé. Chào các cháu nhé. Bye bye nhé. Thank you.